Xin chào các nàng đã đến với Time Be Single. Sau một thời gian vắng bóng thì mình đã quay trở lại để có thể chia sẻ với mọi người những gì mà mình biết, để chúng ta có thể cùng nhau trở thành những cô nàng hiện đại, sành điệu, nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi mà xuất hiện nhé. Và đây thì cũng chỉ là những hiểu biết của cá nhân mình thôi. Hy vọng là mọi người sẽ xem video một cách thoải mái và cùng nhau bàn luận nha. Chủ đề lần này thì sẽ là những món phụ kiện cơ bản nhất mà chúng ta nên có để có thể tạo nên phong cách này, cũng như là tạo điểm nhấn cho mọi outfit của chúng ta. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video nhé. Món phụ kiện đầu tiên thì đó chính là đồng hồ. Vậy thì tại sao đồng hồ lại quan trọng đến như vậy? Các bạn có công nhận với mình một điều là mỗi một người phụ nữ mang đồng hồ thì sẽ dễ dàng để lại ấn tượng đặc biệt với người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên hay là không? Bởi lẽ tay là một trong những bộ phận hoạt động phần lớn ở cơ thể của chúng ta. Chính vì thế, việc tận dụng một chiếc đồng hồ thời trang mang đậm phong cách cá nhân để làm điểm nhấn trên cổ tay thì cũng là một điểm cộng đấy. Chưa kể đây cũng chính là một trong những món phụ kiện dành cho các quý cô thành đạt, bởi nó được coi như là một biểu trưng về tính cách cũng như là con người. Và một chi tiết đắt giá ở những chiếc đồng hồ là chúng chẳng bao giờ kén trang phục đâu. Bất cứ một thiết kế nào mà bạn sử dụng đều có thể kết hợp với đồng hồ, và chính những chiếc đồng hồ đó sẽ giúp chúng ta tôn lên phong cách của người sở hữu nó luôn. Ví dụ bạn là một cô nàng nhẹ nhàng đi, yêu thích sự tinh tế thì có thể lựa chọn cho mình một chiếc đồng hồ dây da hoặc là kim loại đính đá mà size nhỏ. Hay là một cô nàng cá tính hơi hướng cổ điển thì có thể lựa chọn những chiếc đồng hồ bản to mặt vuông. Và nếu như mọi người thích thú thì ở video sau mình sẽ làm nguyên một video chia sẻ về việc lựa chọn một mẫu đồng hồ phù hợp và cách phối đồ nhé. Và món phụ kiện thứ hai chính là một đôi bông tai. Giả sử bạn có một make up look ok rồi, nhưng mà chắc chắn như vậy thôi thì nhìn sẽ có chút nhàm chán. Thế nhưng mà bạn chỉ cần mang thêm một đôi bông tai thì mình cá là tổng thể khuôn mặt bạn sẽ khác hoàn toàn luôn. Bông tai sẽ giúp cho khuôn mặt chúng ta có thể sáng hơn này, bắt mắt hơn rất là nhiều. Bây giờ bông tai thì đa dạng về kiểu dáng này, chất liệu cũng như là giá thành và xuất xứ rồi. Chúng ta có thể dễ dàng tìm cho mình những đôi bông tai khác nhau để phối với những outfit khác nhau cho những dịp khác nhau. Chưa kể mẹ và bà chúng ta ngày xưa có một cái quan niệm là đối với một đứa bé nào đó mà nó đeo bông tai thì sẽ duyên dáng và nữ tính và có tính cách dịu dàng hơn so với những đứa bé khác. Nhất là khi kết hôn thì đôi bông tai ấy là một điều khá là quan trọng. Ngày nay mình thấy nam hay là nữ này, mọi giới tính, mọi phong cách khác nhau đều có thể lựa chọn cho mình được một đôi bông tai phù hợp và cũng là một món phụ kiện không thể nào mà thiếu khi mà chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân. Đây, cá nhân mình thì cũng không có thể nào mà dưới 10 đôi các kiểu đâu. Tiếp theo thì các nàng có đoán ra là gì nữa không nào? Chính là một sợi dây chuyền. Không chỉ đơn thuần là một món phụ kiện dây đeo cổ nữ thì dây chuyền còn được xem là một trợ thủ đắc lực giúp cho chúng ta có thể trở nên nổi bật và khác biệt trong đám đông. Đồng thời, việc chọn một chiếc dây chuyền phù hợp còn nói lên được cái gu của mỗi người đấy. Dây chuyền không kén đi kiểu tóc, màu da hay là độ tuổi, vì chúng có rất nhiều sự lựa chọn đa dạng từ màu sắc này, kiểu dáng cho đến chất liệu chế tác. Đi kèm với đó thì việc chọn một chiếc dây chuyền phù hợp sẽ giúp cho bạn tỏa sáng hơn rất là nhiều, đôi lúc còn che đi một số khuyết điểm của bản thân như là cổ xương này, cổ quá ngắn hay là quá dài chẳng hạn. Những hoạt động thường ngày thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình một sợi dây chuyền với thiết kế đơn giản, thanh mảnh, có gam màu trắng hoặc là vàng. Ngoài ra thì trong những buổi tiệc hay sự kiện quan trọng, dây chuyền ngọc trai này, đá hay là kim loại đều sẽ giúp bạn tạo được điểm nhấn hoàn hảo cho bộ trang phục, nên là mọi người hãy cân nhắc việc một sợi dây chuyền phù hợp với bản thân nha. Tiếp theo thì với bất kỳ người phụ nữ nào cũng sở hữu cho mình ít nhất là một chiếc túi xách. Đối với các bạn gái ít tuổi hơn thì có thể sử dụng ba lô này. Tuy nhiên tất cả chúng đều có chung một công dụng, đó chính là chứa đồ đạc và vật dụng. Có thể nói túi xách là một trong những món phụ kiện thời trang nữ ra đời sớm nhất. Khoảng từ thế kỷ 16, nó đã trở thành một vật dụng thiết yếu cho phái đẹp rồi. Xã hội ngày nay thì càng phát triển, túi xách cũng từ đó mà đa dạng mẫu mã hơn, tính thời trang cũng ngày càng được chú ý nhiều hơn. Nếu như bạn là một dân công sở này, lời khuyên cho bạn đó chính là nên có ít nhất 2 chiếc túi xách trong bộ sưu tập. Trong đó một chiếc lớn hơn có khả năng chứa được nhiều đồ hơn khi mà chúng ta dùng để đi làm, và một chiếc túi khác nhỏ nhắn để đi tiệc hoặc là tham gia các sự kiện quan trọng của công ty chẳng hạn. Nếu bạn là sinh viên thì sao? Có thể chọn cho mình một chiếc ba lô để tiện đi học hàng ngày. Đi kèm với đó là một chiếc túi xách năng động trẻ trung để dành hội họp cùng với nhóm bạn. Còn nếu là nội trợ hay là những công việc khác thì một chiếc túi xách để đi kèm trong những sự kiện đặc biệt là điều không thể. Nói tóm lại, tùy theo nhu cầu và độ tuổi thì hãy chọn cho mình những chiếc túi phù hợp để chúng ta có thể diện cùng với những bộ trang phục khác nhau. Và cuối cùng đó chính là kính mắt.
Kính mắt được xem như là một trợ thủ đắc lực cho cả nam lẫn nữ giới, không chỉ giúp chúng ta có thể bảo vệ mắt này, tạo phong cách sành điệu, sang chảnh, mà nó còn có khả năng che đi các khuyết điểm hay là vết thâm quanh mắt một cách vô cùng hiệu quả luôn. Tùy theo sở thích và phong cách thời trang của mình mà các bạn có thể lựa chọn những kiểu dáng kính mát và màu sắc phù hợp để tôn lên vẻ đẹp này, sự mềm mại, quyến rũ cũng như là đẳng cấp riêng của mình. Gọng mắt mèo thì sẽ cho bạn nét nữ tính và yêu kiều. Gọng nửa viền thì có tính thời trang và lịch lãm, hay là gọng bắt ốc thì trông sẽ sang trọng và tối giản. Nếu có thể thì bạn nên có cho mình hai cặp kính, hãy chọn một cặp giúp cho bạn có một diện mạo chuyên nghiệp cho công việc này, và một cặp thứ hai để cho vui chơi hay là tiệc tùng chẳng hạn. Và bây giờ thì sẽ là một số những nguyên tắc để giúp chúng ta có thể phối phụ kiện trông thật nổi bật hơn. Đầu tiên là nguyên tắc thống nhất về chất liệu. Nếu biết cách phối hợp phụ kiện trang sức một cách thông minh thì một bộ trang phục dù có đơn giản đến đâu đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể làm chúng trông thật nổi bật trong mắt mọi người. Tuy nhiên để làm được điều này thì bạn không thể nào bỏ qua nguyên tắc quan trọng đầu tiên, đó chính là thống nhất và tạo nên một tổng thể hài hòa về chất liệu cũng như là màu sắc. Ví dụ bạn đang đeo trên tay một chiếc đồng hồ dây cao su thì bạn không thể nào kết hợp nó cùng với một chiếc nhẫn hay là một vòng tay kim loại được. Ngoài ra thì cũng phải đảm bảo chúng có một tông màu để tạo nên sự gắn kết về hình ảnh nha. Và thứ hai đó chính là nguyên tắc hòa hợp về các chất liệu da. Tương tự như nguyên tắc 1 thì phối các món đồ da cùng loại cho thấy bạn có chú ý đến tổng thể ngoại hình của mình khi mà lên đồ. Bạn có thể kết hợp hài hòa thắt lưng với đồng hồ này, túi sách với đôi giày dưới chân. Dù là cách nào đi chăng nữa thì nguyên tắc này sẽ luôn giúp bộ đồ có sự kết nối giữa các phần khác nhau và tạo nên một tổng thể hợp mắt. Chất liệu da bạn chọn cũng phải có một sự kết nối với nhau từ màu sắc đến chất liệu bề mặt, nếu không thì nó sẽ phản lại bộ đồ của bạn mất đấy. Và thứ ba đó chính là nguyên tắc cân bằng trong tỷ lệ và màu sắc. Có một nguyên tắc ngầm cực kỳ quan trọng trong khi phối phụ kiện trang sức cho cả nam lẫn nữ, đó chính là nếu bộ trang phục của bạn đơn giản thì nên chọn phụ kiện nổi bật, nhưng nếu bộ trang phục của bạn cầu kỳ thì phải tiết chế lại về chọn phụ kiện hoặc là chọn những món có thiết kế đơn giản hơn. Đừng chần chừ khi mà tạo điểm nhấn cho bộ đồ đơn giản bằng những đôi bông tai bản to này hay là những túi sách thật là lớn. Nguyên tắc trên cũng áp dụng về mặt họa tiết và màu sắc luôn. Bộ trang phục của bạn càng cơ bản thì bạn lại càng có đất để phối phụ kiện, tự do thoải mái thử mình với những món đồ táo bạo hơn. Và nguyên tắc thứ tư đó chính là phải biết giới hạn. Với những bạn mới bắt đầu tập phối phụ kiện, cho dù là nam hay là nữ đều dễ mắc phải lỗi cơ bản, đó chính là không biết cách tiết chế, đeo hết những gì mình có lên người. Tham lam này sẽ khiến cho bạn trông rất là buồn cười. Bạn nên biết rõ đâu là món phụ kiện mà mình muốn nhấn nhá nhất. Nói chung, nếu chưa thực sự tự tin về khả năng phối phụ kiện của bản thân thì lời khuyên dành cho bạn là đừng vượt quá 3 món phụ kiện, bởi mục đích việc đeo phụ kiện là để thể hiện phong cách cá nhân của mỗi người. Nếu bạn lạm dụng quá nhiều phụ kiện, chúng sẽ chen lấn và trở nên rối mắt lắm. Tốt nhất là chúng ta nên có một nhân vật chính trong 3 món mà bạn chọn, đánh dấu cá tính của bạn. Thêm vào đó thì nên ưu tiên đeo vào tay không thuận của mình để tránh vướng víu hay là va đập trong các hoạt động thường ngày. Và nguyên tắc thứ năm đó chính là giữ một tổng thể hài hòa. Một ví dụ đơn giản về nguyên tắc này đó chính là khi bạn mặc một bộ trang phục với phong cách cá tính, năng động thì chúng ta không thể nào kết hợp cùng với một đôi khuyên tai đá lấp lánh hay là sợi dây chuyền thanh mảnh nhẹ nhàng được. Tương tự như vậy, nếu diện một bộ đồ để đi tiệc tùng thì đừng mix chúng với những món phụ kiện trang sức có phần street style đó. Và nguyên tắc cuối cùng là đừng ngại thử nghiệm. Để tìm ra phong cách riêng và phù hợp với mình thì thử nghiệm điều mới là điều chắc chắn phải trải qua. Hãy nhớ rằng thời trang là không giới hạn, dám thử, dám thể hiện thì mới có thể hoàn thiện nhất. Bất cứ ai thì cũng đều không có quyền đánh giá bạn đâu, nên hãy cứ tự tin để tìm thấy một phiên bản mình tốt hơn, hiện đại hơn và sành điệu hơn nhé. Bây giờ thì video cũng đến hồi kết rồi, đừng quên subscribe để cùng chúng mình chia sẻ về những điều chúng ta chưa biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại.